Em Việt chào quý vị và các bạn thân mến. Trước mắt quý vị và các bạn là $3. Em Việt sẽ quay cận cảnh chi tiết từ đôi cũng như là tháo nội thất, quay thật là chi tiết để quý vị và các bạn xem và báo giá đến quý vị và các bạn. Thì ở video này, $3 này em Việt sẽ bán cái giá thu hồi vốn quý vị và các bạn, giá không có lãi nha quý vị và các bạn. Thì số điện thoại của em Việt là 0963 721 519. Số đó cũng là số Zalo của em Việt luôn. Mỗi khi quý vị và các bạn gọi không được thì quý vị và các bạn nhắn tin, em Việt sẽ trả lời sau. Nhắn tin qua Zalo hay là nhắn tin SMS cũng được. Đầu tiên thì em Việt chia sẻ đến quý vị và các bạn đô lo Mitsubishi G305 quý vị và các bạn. Và đô lo này có kích thước khá là lớn, chiều sâu là 44, chiều ngang là 65, chiều cao là 88. Thì cặp lo này nặng gần 100 kg một cặp quý vị và các bạn. Thì đây là cái mặt ở phía trước. Em Việt sẽ quay cận cảnh, coi như là em Việt sẽ zoom lại gần để quý vị và các bạn xem được từ góc cạnh của loa và những cái chỗ nào có lỗi thì em Việt sẽ quay cận cảnh để quý vị và các bạn xem. Thì đây là cái dòng loa cũ, loa cổ đã mấy chục năm sử dụng rồi quý vị và các bạn. Thì nó có chày xước chút đỉnh thì rất mong quý vị và các bạn bỏ qua cho. Thì ở đây là em Việt không có xì ba tút tát, tức là mình không có xì ba thùng gì cả. Hàng về như thế nào là mình bán như vậy và cam kết đúng như video mô tả nha quý vị và các bạn. Lưới dây căng là còn ok. Cặp loa này thì bát nó 30 nha quý vị và các bạn, một bát 30 và một loa chép giấy. Thì quý vị và các bạn thấy ở bên hông thì cũng rất là đẹp. Tuy nhiên ở đây thì em Việt không có lau chùi gì hết, cho nên quý vị và các bạn thấy nó hơi dơ dơ đó. Chứ hàng mà nhìn trực tiếp ở bên ngoài thì đẹp lắm quý vị và các bạn. Và cái vỏ thùng này là cái vỏ thùng màu nâu chứ không phải màu đen nha quý vị và các bạn, màu nâu. Và chất âm của cặp này thì rất là nhiều quý vị và các bạn đánh giá rất là hay, và ở trên diễn đàn audio thì cũng rất nhiều quý vị và các bạn đánh giá cặp loa này tuyệt vời. Đây là ở phía sau của cặp loa quý vị và các bạn thì cũng có một vài chỗ chày nước sơn ở phía sau nha. Thì em Việt sẽ zoom gần lại để quý vị và các bạn xem. Có một vài điểm chày nước sơn. Thì đây là do vận chuyển và cũng như là nó đã mấy chục năm, năm sáu chục năm xuôi ngược trên thị trường audio rồi quý vị và các bạn, thì phải chịu thôi. Chứ không đẹp mà dạng không tì vết thì mình chỉ có chơi hàng mới thôi quý vị và các bạn. Chứ hàng cũ là không tì vết thì dính vào những cái cặp loa mà đã qua xì ba tút tát sửa chữa này nọ đó quý vị và các bạn. Thì đây là dòng cổ. Và cái cặp này á thì nó nằm trong đài truyền hình của Nhật và nó nằm trong phòng thu quý vị và các bạn, cho nên âm thanh nó rất là hay. Chứ đối với những cặp loa Nhật thì em Việt đánh giá không cao, nhưng cặp này thì em Việt đánh giá rất là cao bởi vì nó là dòng monitor và được các đài truyền hình Nhật hồi xưa người ta đặt hàng để trong phòng thu âm quý vị và các bạn. Đây là cặp loa Mitsubishi G305. Và đây là nội thất ở bên trong quý vị và các bạn. Thì cặp loa này á là từ Aniko, loa bass cũng từ Aniko và loa chép cũng từ Aniko. Em Việt tháo ra để quý vị và các bạn xem nội thất ở bên trong. Và đây là cái model G305, trở kháng là 8 ohm, công suất 15W, công suất chỉ có 15W thôi quý vị và các bạn, mà nó đánh rất là hay nha. Âm ly đèn đánh cũng tốt, âm ly bán dẫn đánh cũng tốt, nói chung là rất là dễ đánh quý vị và các bạn. Nó thuộc về dòng nhạc vàng Bolero thì hay tuyệt vời luôn. Trong tầm tiền cặp loa này thì em Việt đánh giá nó rất là cao. Thì ban đầu mà em Việt cũng không thích đôi này đâu quý vị và các bạn, tại vì nó là một đôi loa Nhật thì mình thấy anh em đánh giá nó hay gần như tanh nôi thì mình cũng không hài lòng lắm. Và khi mà mình sở hữu rồi mình test chung với đôi tanh nôi á thì mình thấy là chất âm của nó cũng tuyệt vời lắm quý vị và các bạn.
Nếu mà so với đôi tanh nôi Erden kiền vuông thì đôi tanh nôi Erden kiền vuông nó 50 mấy triệu, còn đôi này 20 mấy triệu, thì mình thấy là cái số tiền mà mình chi ra nó xứng đáng đồng tiền quý vị và các bạn. Và cặp này thì trưng bày nó cũng đẹp, nếu nhà quý vị và các bạn phòng khách rộng á thì quý vị và các bạn trưng bày cặp này tuyệt vời luôn. Nhìn nó rất là sang trọng, rất là cổ kính quý vị và các bạn. Chất âm nó hoài cổ lắm, chứ không phải như những cái dòng loa mới bây giờ đối với quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thấy họ làm rất là công phu. Lo bát có quay sách. Rồi cái củ từ này thì nó to cả gang tay quý vị và các bạn. Và phân tầng là phân tầng hộp nha quý vị và các bạn. Và giá của cặp loa này ở trên thị trường thì nó rất là đắt. Nó rơi vào tầm khoảng 27, 28 đến 30, ba mấy triệu tùy theo đẹp xấu. Và cặp này thì em Việt bán cho quý vị và các bạn giá là 23 triệu đồng nha quý vị và các bạn. Và tiếp tục thì em Việt chia sẻ đến quý vị và các bạn, đây là cặp tanh nôi Erden kiền vuông quý vị và các bạn. Thì cái dòng Erden kiền vuông này nó có hai đời, một đời là lưới màu nâu và một đời thì lưới màu trắng, màu cà phê sữa quý vị và các bạn. Và cái cặp này thì nó nặng 100 lẻ mấy ký đó. Và kích thước ngang của cặp Erden kiền vuông này thì 66 và chiều sâu 37 và chiều cao là 1 mét nha quý vị và các bạn. Bát 40 đồng chục. Đây là dòng loa tanh nôi, dòng loa Anh Quốc. Quý vị và các bạn nhìn thấy em Việt zoom lại gần thì cái thùng nó rất là đẹp nha quý vị và các bạn. Thì em Việt thì không biết xì ba tút tát thùng. Đối với những cái cặp thùng mà em Việt lựa như thế này mà chưa xì ba tút tát thì nó đẹp như vậy là cũng đạt lắm rồi quý vị và các bạn. Mấy cặp này đã qua sử dụng hết rồi. Thôi quý vị và các bạn. Thì thùng không bể nở nha. Thì mình sợ nhất là nó bể nở, nó vô nước á quý vị và các bạn. Không xử lý được thôi. Chứ còn mà chạy đồ này nọ thì đương nhiên đồ cũ mà. Quý vị nhìn góc cạnh ở phía sau. Không có bể nở vô nước gì hết đó quý vị và các bạn. Gỗ lạng thì nhìn cũng màu cũng còn rất là tươi. Và quý vị nhìn thấy tanh nôi Erden nó chạy cũ là 3828 nha quý vị và các bạn. Cái chạm lo phía sau thì quý vị câu gắt bắp chuối cũng được, gắt mỏ chim cũng được. Thì tùy quý vị và các bạn sử dụng nha. Đây là bên hông quý vị và các bạn. Em Việt quay như thế này thì không biết quý vị và các bạn nhìn có rõ hay không, thì tại vì mình cũng không phải là người quay phim chuyên nghiệp quý vị và các bạn. Về góc cạnh ở phía trước vân vân. Thì cái cặp này là cái lưới ở phía trước nó có lủng một lỗ nè quý vị và các bạn. Đây, ngay chỗ ngón tay của em Việt đó quý vị thấy thì lủng một lỗ nhỏ ha. Ở đây nữa. Thì cho nên cái giá nó cũng khá là tốt. Chạy ở đâu một chút. Quý vị và các bạn biết rồi, ở trên thị trường cặp này nó khoảng 50 mấy triệu nha quý vị và các bạn, chứ không có rẻ đâu. Đó khi nhìn từ xa thì tổng thể thì cặp lo nó như thế này quý vị và các bạn. Rồi và khi tháo e căng ra, lo này 3 lỗ thông hơi cho nên tiếng bass nó đánh rất là tốt quý vị và các bạn. Bass 40, lo đồng trục. Quý vị thấy là cái lo chép nó nằm ở bên trong. Và gân này là gân mút mục đã thay quý vị và các bạn. Dòng tanh nôi thì cặp nào về cũng vậy, mình thấy là toàn là gân mục không à quý vị và các bạn. Thì ở phía trước nó có cái phân tầng bắt ở phía trước có hai volume á, để quý vị và các bạn tối ưu cho cái giải chung và giải chép theo ý của quý vị và các bạn nha. Lo thì mình bảo đảm là zin hết cho quý vị và các bạn, không có đụng chạm sửa chữa bất kỳ một cái thứ gì. Và em Việt thì cũng sẽ mở cái cũ này ra để quý vị và các bạn cùng xem. Thì có nhiều bạn cứ thấy mình bán rẻ là nói đồ nó có vấn đề. Công suất 85W trợ kháng 8 ohm, độ nhạy 91 dB quý vị và các bạn. Đó là hai cái volume để quý vị và các bạn tối ưu cho giải chung và giải chép. Thì tùy theo ý người nghe thôi. Tùy phòng nhỏ phòng lớn. Ba cái lỗ thông hơi rất là to luôn quý vị và các bạn. Và đây là nội thất của cái cặp tanh nôi quý vị và các bạn. Thì
quý vị và các bạn biết chơi thì nhìn sẽ biết nói xin thôi. Còn những bạn không biết chơi thì nhìn vào những cái chỗ dán keo đó, chắc có lẽ là mấy bạn sẽ nói là ông Việt bán cái hàng chắc lủng gách gì rồi giá lại tùm lum tù lưa hết. Mà mình không hiểu là cái đó, cái hàng Tano nó để làm gì quý vị và các bạn đó. Chắc nó để cố định cho cái màn giấy nó cứng hơn hay sao á. Nó một cái dòng loa cao cấp, nhưng mà mình nhìn thấy cái đó mình cũng thấy nó không có cao cấp lắm quý vị các bạn. Họ thiết kế gì đâu mà họ lại dán keo vào những cái chỗ đó, mình thấy nó không hay. Theo mình là đánh giá vậy thôi, nhưng mà cái gì cũng vậy, mình không qua kỹ sư của người ta đâu quý vị và các bạn đó. Thì em Việt đang tìm cách mà để cho quý vị và các bạn xem con loa, nhưng rất là khó, tại vì mình có một tay cầm điện thoại quay, rồi một tay cầm cái loa, thì khó là để cho quý vị và các bạn xem được cái con quý vị và các bạn. Ở quý vị và các bạn nhìn cậu con keo đồ sạch sẽ đẹp đẽ quý vị và các bạn. Thì em Việt bao cho quý vị và các bạn thợ thầy đến kiểm tra thoải mái luôn, mình không có sợ gì hết quý vị và các bạn. Cứ dắt thợ càng giỏi càng tốt đến kiểm tra, ok thì lấy hàng về quý vị và các bạn. Em Việt thích như vậy, mua hàng tại nhà kiểm tra rồi đem hàng về đó. Như vậy em Việt càng thích nữa, chứ không phải là mình bán đi xa mình thích đâu đó. Đây quý vị và các bạn, em Việt cũng đang tìm cách nào để cho quý vị và các bạn xem được cái cổ con đó quý vị và các bạn. Thì do là mình tự quay rồi mình tự làm luôn cho nên nó rất là khó, mong quý vị và các bạn thông cảm ở cái vấn đề này nha quý vị và các bạn. Thì bây giờ em Việt lấy cái vít đó, mình tháo cái con loa chép ra luôn cho quý vị và các bạn xem, để quý vị và các bạn đánh giá coi con loa này nó có zin hay không quý vị và các bạn. Và em Việt cũng tháo được cái con loa chép ra rồi, để em Việt tiến lại gần quay và em Việt lấy nét để quý vị và các bạn xem nha. Nó chối chối cũng hơi khó ha quý vị và các bạn. Đó, con loa chép thì quý vị nhìn thấy là biết zin hay không rồi. Nhìn cái dây đồng của người ta vậy đó quý vị và các bạn, và đường keo kìa. Mình thì cho dù làm cỡ nào làm thì cũng không thể làm được như vậy đâu quý vị và các bạn. Và cho dù những cái con mới bây giờ thay vô thì nó cũng không giống nha quý vị và các bạn. Cái dòng này thì nó, cái con mà thay vô á, thì nó cũng không có con nào vừa phải quấn. Mà cho dù thay vô được đi nữa thì nó cũng không có giống đâu quý vị và các bạn. Đó. Quý vị thấy zin toàn tập luôn quý vị và các bạn. Thì do những cái cặp này em Việt đấu giá đó, được giá rẻ, và mình bán là theo dạng là xả hàng. Giá trên thị trường thì nó trên 50 triệu quý vị và các bạn. Và cặp này thì em Việt xả hàng, em Việt bán cho quý vị và các bạn giá là 37 triệu đồng, không bao phí vận chuyển. Giá này là chuyển khoản một lần nha quý vị và các bạn, cực kỳ tốt luôn rồi. Và tiếp ở trong video này thì một cặp loa Mitsubishi G305 nữa quý vị và các bạn. Do hiện tại thì cặp này bán khá là chạy ở trên thị trường cho nên em Việt nhập rất là nhiều luôn. Nói chung là một tháng mình về cái này là 4-5 cặp luôn quý vị và các bạn. Và giá hiện tại thì nó cũng khá là tốt so với những năm trước quý vị và các bạn. Quý vị nhìn góc cạnh ở phía sau của cặp này, thì góc cạnh ở phía sau cặp này thì em Việt thấy nó không có vô nước hay là bể nở gì. Đây có một cái điểm chạy quý vị và các bạn, cũng là Mitsubishi G305, thông số kỹ thuật thì y chang như cái đôi đầu tiên thôi, cũng là 15W 8 ohm quý vị và các bạn. Nó cũng có những cái điểm chạy chút quý vị. Và bên hông này là cái chỗ câu dây lo nè quý vị và các bạn, mình vặn nó ra mình câu ha. Thì cái này quý vị thấy nó để là 4 cái gắt vậy thôi, chứ nó có 2 gắt ở phía dưới á, là nó đấu dây vô 2 gắt đó quý vị và các bạn. Về mình chế gắt khác cũng được, và không thì mình cứ mua gắt nó gần giống vậy mình cắm vô. Tại đây là cái dòng lo trong phòng thu âm á, cho nên người ta xài cái đầu gắt đó quý vị và các bạn, để cho nó chắc chắn, nó không có bị mà gột gẹt đồ này nọ đó.
thùng thì còn đẹp, màu nâu quý vị của bạn. Thì do cái màu nâu bóng này nè, mình quay bằng điện thoại mình lấy nét nó rất là khó so với những cái màu khác như màu gỗ á, mình quay mình lấy nét rất là dễ luôn. Còn cái này khi mà mình lấy nét nó hơi chối chối á, nó nhìn nó rất là khó quý vị của bạn. Và tấm lưới ở phía trước nè, tấm bên đây thì ok. Đó. Cái chữ màu vàng đó là Mitsubishi. Đó, quý vị các bạn. À, cái tấm lưới bên đây thì nó có một chỗ nó lủng một lỗ nha quý vị và các bạn. Đó, để em việc sẽ đến gần mình quay và cho quý vị và các bạn xem nó lủng một lỗ ở chỗ đó. Thì mình nói rất là rõ để quý vị và các bạn khi mà nhận hàng á, mình không có thắc mắc. À, em việc là bán là chuẩn chỉ, cam kết đúng như mô tả quý vị và các bạn. Đây là ở bên hông đi quý vị và các bạn. Nếu mà cặp thùng này mình nhìn ở bên ngoài thì nó cũng đẹp như cái cặp thùng trước thôi quý vị và các bạn. Đây là ở phía bên hông đi quý vị và các bạn. Thì cũng rất là ok nha. Đó. Còn đây là ở phía sau. Phía sau thì cũng có một vài điểm chày này nọ quý vị và các bạn. Và đây là củ loa ở bên trong đây quý vị và các bạn. Phần bông tiêu âm. Cái thùng này vận chuyển đi thì cũng khá là mệt, rất là nặng quý vị và các bạn, nặng to, mình ginh mình đau cuộc sống không ginh nổi. Hãy sử dụng xe mình nghiêng lên cái xe đẩy, mình đẩy ra rồi mình đẩy vô quý vị và các bạn. Thì quý vị và các bạn thấy mà cái củ lô bát đó mà họ làm luôn cả quay sách thì quý vị và các bạn biết rồi, nó phải rất là to. Và đối với cái thùng này á, thì bạn nào mua cái gì mình bán nấy, mua chép bán chép, mua chung mua bát bán bát, mua phân tầng, mua thùng bán thùng. Thì mình là bán xưa nay là vậy rồi quý vị và các bạn, ai cần gì bán đó chứ không nhất thiết là phải là bán nguyên bộ, cứ thỏa thuận được giá là mình bán thôi. Tại vì mình mua bán thì thỏa thuận được giá là mình bán, chứ không phải là mình cần phải bán nguyên. Bạn nào thích cái chép mình gỡ chép bán, khi mà thỏa thuận được giá, thích cái phân tầng này, thỏa thuận được giá thì mình gỡ cái phần tầng mình bán quý vị và các bạn. Đó. Quý vị và các bạn nhìn từ xa thì ở phía sau nó như thế này, nhìn củ lo thì nó cũng còn sáng đẹp lắm, nước sơn đồ này nọ ok hết nha quý vị và các bạn. Và cặp lo này em Việt bán cho quý vị và các bạn bằng giá với cái cặp lo đầu clip, đó là 23 triệu đồng tiền tươi, tiền chuyển khoản đủ, chưa bao gồm phí vận chuyển và tất cả các mặt hàng ở trong video này. Thì bạn nào mà muốn mua theo dạng ship COD thì mình vẫn bán, nhưng giá nó sẽ cao hơn một tí nha quý vị và các bạn. Thì đây là em Việt bán cái giá cực kỳ tốt, thì giá mà mình thu tiền liền thì nó như vậy.